Đây, bây giờ chúng ta mở lại thứ nhất, đây cái phần này đây. Thì hôm nay là Sở Thông tin Truyền thông đã có những cái văn bản, cái đã Sở Thông tin Truyền thông ngày hôm nay đã có cái văn bản nói về đây. Cái này là báo chí hiện nay họ không cho mình đưa những cái thông tin của họ lên, bởi vì họ phải đòi lấy bản quyền thế này thế kia. Nhưng mà thôi, mình chỉ đưa cái hình vậy ra để biết có thông báo thôi, còn ngoài ra là mình sẽ đọc cho các bạn nhé. Vào ngày hôm nay thì lúc mới khoảng 3 giờ, sau 3 giờ, 3 giờ 14 phút thì trên tờ Vietnamnet đó, có đưa cái bài là Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng vụ nam em livestream ồn ào trên mạng xã hội. Mình đọc rồi, lát nữa mình sẽ phân tích cho các bạn. Mình cái mắt kiến để làm cho mình quên, nó có mà âm thanh có rõ không các bạn? Để mình hỏi trước rồi để một lát chúng ta vào khỏi phải mất thời gian. Âm thanh vẫn tốt phải không ạ? Rồi. Tại hôm trước cũng có một số bạn là đề nghị mình nói với cái bài này, nhưng mà mình thấy nó chưa được, để mình nghiên cứu cái đã. Thì Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh nắm thông tin nam em livestream với những nội dung gây tranh cãi trên mạng xã hội và sẽ sớm có phản hồi chia sẻ với net với Vietnamnet. Ông Lâm Đình Thắng, giám đốc Sở Thông tin Truyền thông. Đây là hai vợ chồng đó ha, cô ta. Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được thông tin liên quan đến vụ việc Hoa Khôi nam em livestream gây ồn ào trên mạng xã hội. Cô này cô đạt được cái giải là hoa khôi á khôi vậy đó, của giải đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long. Qua phản ánh của dư luận, sở đã nắm được thông tin trên, chúng tôi đang tìm hiểu và sẽ có phản hồi trong thời gian tới. Đó là ông Thắng nói ha. Đây là các bạn thấy một số hình ảnh là nam em livestream bóc bóc phốt bóc trần showbiz. Ngày hôm qua thì trong vòng 3 ngày nay, một tuần 2 tuần nay thì cô ta đã làm trên mạng xã hội rất là ồn ào với những thông tin về rất nhiều cái vấn đề, trong đó nó có những cái vấn đề ví dụ như là cô gây chú ý khi gợi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ, đó là tình cảm với Trường Giang với Bạch Công Khanh, không ngại tiết lộ góc khuất nơi trong giới showbiz và kèm theo việc bóc phốt vài người nổi tiếng. Cụ thể trong các buổi livestream, nam em lần lượt tiết lộ tình cảm với một nam nghệ sĩ hiện đã có vợ con. Ở video khác, cô kể về một nghệ sĩ mang danh Ngọc Nữ nhưng thường xuyên dùng chất kích thích. Người đẹp còn hào hứng bật mí một nữ diễn viên trước đây từng là bạn gái cũ của chồng sắp cưới của cô ta, là cái anh chàng đang coi phong doanh nhân mà làm về mặt kinh doanh về mặt phong thủy đó. Là anh chàng này đây, chồng cô ta là anh chàng này đây. Anh chàng này cũng đã có trong quá khứ cũng đã có tiền án tiền sự rồi nha các bạn, cũng đã một lần chính anh chàng ta tự nói anh chàng ta chống thi hành công vụ và đã hình như đã bị ở tù 1-2 năm gì đó, người Hải Phòng xăm đầy cả mình. Hôm 17 tháng 2 thì nam em cũng có chia sẻ là gây tranh cãi là sẽ thử khui hết showbiz đi. Có người nào không cặp với đại gia thì tôi đi bằng đầu. Ai cũng cặp đại gia hết, chẳng qua là không bị khui thôi. Khui ra là không ai đựng được hết, không ai đứng được hết. Quần quần áo áo hàng hiệu ở đâu ra? Showbiz trả tiền đâu có cao đâu mà quần quần áo áo đồ hiệu. Dù nam em không chỉ đích danh nhưng động thái này của cô đã khiến cư dân mạng bàn tán về thông tin liên quan đến nhân vật được đề cập. Kèm theo đó là người mẫu Quế Vân và ca sĩ Duy Mạnh cũng tham gia buổi livestream này. Đó, thì hai người đó đều là người Bắc hết đó nha các bạn. Đây là hình ảnh, này là chồng sắp cưới của nam em ha. Tham gia và khẳng định là chấp hết showbiz. Anh chàng này á, là doanh nhân Hữu Cường. Tự cho là chồng sắp cưới của nam em bên vực người đẹp và đồng thời có phát ngôn gây sốc ở một livestream. Nhân vật này khẳng định anh và nam em sẽ phá nát showbiz. Ghê chưa? Riêng mình anh chấp nguyên cả showbiz miền Nam. Riêng mình anh sẽ chấp nguyên cả showbiz miền Nam.
Nếu không được nhờ, nếu không được thì anh nhờ ngoại Bắc dập ngược lại miền Nam. Nhưng những phát ngôn có phần ngạo mạn của nam doanh nhân này, tờ báo này họ viết họ còn né đó các bạn, còn né chứ nguyên nguyên văn ảnh đề là ảnh sẽ cùng cùng cái cô này là dập nát cả cái xô, nguyên cả cái showbiz miền Nam, nghĩa là ảnh phân biệt hai cái showbiz miền Bắc và showbiz miền Nam. Thì rõ ràng là chúng ta cũng thấy là showbiz miền Bắc và miền Nam là mỗi một 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 cái showbiz nó có một cái phong thái riêng, cách biểu diễn riêng. Nếu không được thì anh nhờ ngoại Bắc dập ngược. Không phải các bạn, ảnh nguyên câu anh viết như thế nè, anh nói vậy nè, nếu mà không được á thì anh sẽ nhờ Bộ Văn hóa Thông tin dập cái showbiz miền Nam. À, tôi nghe câu này, nghe lại tôi nghe câu 100 lần, tôi nghe để cho nó không khác từ nào. À, đâu phải nổ y bà Hằng mà cô ta nói là cô ta thần tượng bà Hằng và cô ta sẽ chờ 2 năm nữa bà Hằng về. À, rồi bà Hằng sẽ chống lưng cho cô ta sẽ nhờ bà Hằng đứng ra phân xử. Đâu mà 2 năm, chắc khoảng bà có sẽ được, nếu mà chờ thì cứ việc chờ đi, có lẽ là bà sẽ được được xét tha vào khoảng 30 tháng, dịp 30 tháng 4 này. Riêng mình anh thì chấp nguyên cả showbiz miền Nam, nếu anh không được nhờ bắt dập ngược ha. Phát ngôn có phần ngạo mạn, anh này thì dân ấy mà, dân Hải Phòng mà. Bên cạnh việc tò mò về tính xác thực của câu chuyện, phần lớn khán giả tỏ ra ngán ngẩm, bức xúc trước những phát ngôn ồn ào của nam em và chồng sắp cưới. Cả hai được cho là đang đi quá giới hạn, không kiểm soát, làm tổn hại danh dự người khác. Một số ý kiến đề xuất cơ quan quản lý cần vào cuộc và có biện pháp xử phạt thích đáng với chia sẻ gây tranh cãi không có bằng chứng xác thực từ cặp đôi. Đó là những cái gì mà báo chí đưa về hai người này. Đấy. Thì cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó. Không có cái chuyện gì mà tự dưng được nha các bạn. Không có chuyện gì mà tự dưng được hết nha. Không có chuyện gì mà tự dưng được hết các bạn. Nói về hai người này á, thì chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề khác. Các bạn đợi chút nữa mình lấy cái hình ảnh này nha. Mà lấy cái hình ảnh này cho các bạn. Không có gì mà nó tự nhiên hết các bạn. Cái gì nó cũng có cái lý do của nó. Và cũng không phải tự nhiên mà năm em nói như thế này đâu. Cô ta nói cũng có phần đúng chứ không phải là hoàn toàn sai đâu nha. Nghe thì nó sốc, nhưng mà nó có phần đúng. Nếu mà mình biết đi vào bên trong của nó cũng có phần đúng chứ không phải là sai đâu. Đời mà cái gì nó cũng phải có cái sóng gió của nó chứ không phải là tự nhiên được. Không thể nào mà tự nhiên cái nó nhảy lên trên này để mà nó nói như vậy được. Nó phải có sóng gió của nó. Nãy mình quên đưa cái hình ảnh này vào, để mình đưa vào. Anh chàng này hiện nay là một nhà phong thủy. Anh kinh doanh về mặt, trước đây thì anh cũng đã kinh doanh, không biết kinh doanh vấn đề gì, nhưng anh bị thất bại rất là nhiều lần. Và sau đó là vướng vào con đường pháp luật, thì trong đó nó có vấn đề là với nguyên nhân là chống người thi hành công vụ. Hình như là bị ở tù một năm hay như thế nào đó. Thì anh về, rồi sau khi anh về thì anh nói anh là người hiện nay rất là tuân thủ pháp luật, nhưng mà không hiểu là lý do mấy ngày nay là bị sự kích động như thế nào mà lại có cái vấn đề như thế này. Bây giờ mình mới mời các bạn nghe cái vấn đề này nha. Cái này mình mới phát hiện ra cái live mới nhất hồi chiều nay các bạn, cái live mới nhất chiều đây. Đâu, đâu phải riêng gì một mình anh đâu. Này, này.
Các bạn nghe cho kỹ cái tiếng này rồi các bạn cho mình biết cái tiếng này là tiếng của ai nhá. Tiếng cái người đang 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 livestream cùng với chờ cái anh chàng chồng của nhà nam em đây. Có thể lập hồ sơ kiện và cơ quan nào có thẩm quyền mời anh để đến làm việc. Chứ trời ơi, cộng đồng mạng. À xin chào anh Khang. Có quyền lên án, có quyền ý kiến nhưng không có quyền gọi là truy cứu người ta là đúng hay là sai, câm mồm hay là nói tiếp. Các bạn nghe thử giọng nó giọng của ai các bạn. Em là em ghét lắm. À, nói chung tẹt. Chính xác. Em thì em không có ủng hộ người nào hết trơn. Nhưng mà thích đi ngược lại chí cái xã hội này vậy đó. À, đã thấy chưa? Miễn sao mình không vi phạm pháp luật được. Còn khi nào mà mình vi phạm pháp luật, pháp luật nó có khung, nó có điều khoản, nó có điều khoản lệ, nó mình vi phạm cái nào thì pháp luật sẽ xử lý mình trong điều khoản đó. Còn giờ tự nhiên người ta lên mạng người ta nói đó là cá nhân người ta, cái phát ngôn người ta, mà mọi người nghĩ cho mọi người phải bắt ép người ta phải nói cái. Mình nghe bao nhiêu đó được rồi các bạn. Ở đây là giờ các bạn thấy cái vấn đề nó như thế nào các bạn? Cái vấn đề nó như thế nào? Vấn đề ở đây là chúng ta đã thấy có mùi rồi đúng không? Chúng ta đã thấy có mùi rồi đúng không? Cô ta nói là bất cứ cái drama nào cô ta cũng có mặt, cũng đâm chọt vào. Không phải tự nhiên cô ta có mặt đâu. Cô này cổ là thuộc cái dạng mà là có tiền thì mới làm, không có tiền thì không làm. Nhưng các bạn thấy rất lẽ rất một điều là các bạn luôn nào mà xem cái drama của bà Hằng á, thì các bạn nhớ là cô này là một trong những cái cô ở nước ngoài chửi bà Hằng nhiều nhất. Và trong cái đơn mà bà Hằng gửi cơ quan chức năng mà 30 mấy người mà gửi khởi kiện đó là có cái cô này, có tên cô này, mặc dù cô này là chịu không, nước nhà nước chúng ta không xử lý được đúng không? Thì ở đây là các bạn thấy rất rõ cô ta ở đây, và cô ta đã có hồi xưa giờ thì tôi coi những cái like kia thì hai người này có những cái bóc phốt, ví dụ như là cái nói về cái quá khứ tình cảm của Nam Em với Trường Giang. Rồi hồi đó ông Trường Giang thì tôi biết, hồi xưa cách đây mấy năm thì tôi biết, lúc khi mà chưa cưới Nhã Phương thì tôi đã biết cái mối quan hệ chắc chắn giữa ổng với người mẫu Quế Vân với Nam Em. Và không phải chỉ hai người này, rất nhiều người. Mà tôi nghĩ là cái chuyện đó nó cũng hết sức là bình thường. Bởi vì không phải trong showbiz mà ở ngoài vậy. Nam thì yêu sắc mà nữ thì yêu tài, đúng không? Thanh niên mà đàn ông anh chàng đó thì anh chàng Trường Giang các bạn biết là anh vừa lùn vừa mập, anh có đẹp chỗ nào đâu, nhưng mà anh diễn thì rất là có duyên, anh có tài. Thì nam thì ưa sắc mà nữ ưa tài, gặp mặt kết nhau thì vô thôi chứ có vấn đề gì đâu. Cái chuyện mà thanh niên mà chưa vợ bên chưa chồng mà chuyện yêu nhau của thời đại 4.0 là cái chuyện hết sức bình thường. Mà khi yêu nhau rồi chia tay nhau được, có thể là chia tay đàng hoàng, có thể là chia tay không đàng hoàng, có thể là im lặng rút lui, là cái chuyện đó là chuyện bình thường, đâu có gì đâu phải nói, phải không các bạn? Như anh này một cái là anh yêu cùng lúc cặp tình tay ba, là vừa với Quế Vân rồi vừa với cái cô vợ bây giờ Nhã Phương, rồi thêm cả cô Nam Em nữa. Và anh cô nào anh cũng hứa cưới, nhưng mà riêng cô Nhã Phương thì anh không có đưa lên truyền thông, anh không có hứa cưới, nhưng mà rốt cuộc thì anh hứa cưới. Mà cái chuyện mà đàn ông mà gặp một phụ nữ mà hứa với này không hứa nọ thì cái chuyện đó là tôi không hiểu các bạn sai, với cái chuyện đó tôi thấy nó bình thường, không có gì đâu. Tôi giờ muốn tán phụ nữ thì phải hứa thôi, tại phụ nữ thích yêu bằng tay, mà bằng đàn ông thì nó yêu bằng mắt, đúng không? Cái chuyện mà phụ nữ mà không hứa mới là đàn ông mà không hứa là mới bị lạ, nó hứa là chuyện hết sức bình thường. Còn ai kiểu mà phụ nữ mình khi mình bước vào tình trường mà mình cứ dùng con mắt mà u mê mà si mê quá thì phải chịu thôi chứ biết sao bây giờ, đúng không? Rốt cuộc là ảnh không cưới cô nào hết, mà anh nhà anh cưới cái cô mà anh không hứa là cái cô Nhã Phương, thì đó là nguyên nhân gia đình ép gì đó là tôi không biết. Nhưng mà theo quan điểm tôi, những cái người nào mà cưới mà theo sự chỉ đạo của gia đình thì cái gia đình nó lại có hạnh phúc. Rõ ràng là như vậy. Mà phải nói từ ngày anh lấy vợ tới giờ thì anh lại nghiêm túc. Trước khi lấy vợ thì anh quậy sập bánh, nhưng mà lấy vợ giờ thì nghiêm túc, đúng không? Cho nên là cái chuyện, tại vì yêu Trường Giang cũng có lợi lắm nha các bạn. Là bởi vì á, thứ nhất là anh có tài đã đành rồi. Nhưng mà yêu ảnh á, thì ảnh lại có nhiều cái show diễn, thì ảnh đi cái show nào anh sẽ bốc theo cái show đó, mà được diễn chung với ảnh thì sẽ nổi tiếng. Chuyện nó đương nhiên rồi.
Cho nên xin thưa, nhiều khi anh không muốn người ta cũng tới gần ảnh nữa, để cho được ảnh lo, để mà anh đưa lên. Cái chuyện đó chẳng có gì mà lạ hết các bạn. Tôi thấy chuyện nó hết sức bình thường, trao đổi nhau chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà người ta đưa lên nhau, người ta bóc phốt nhau á, thì người ta sẽ nói ra những cái gì mà nó có lợi cho mình và không lợi cho đối phương. Cái vấn đề tôi thấy là cái chuyện mà chinh chiến tình trường mà trước khi mà lấy vợ thì nhìn thấy có vẻ là anh chàng ở đào hoa lãng tử, nhưng mà thật sự sau này anh lấy vợ, tôi thấy để ý những cái người mà lãng tử vậy sau khi lấy vợ lại rất là nghiêm túc. Còn những người trước khi lấy vợ mà chưa có người nào mới yêu lần đầu mà lấy thì sau khi lấy vợ cũng quậy tiếp rồi. Tôi có cậu em trai út của tôi này, trước khi mà cậu lấy cái cô của em dâu này của tôi đó, tới năm 30 mấy tuổi mới chịu lấy vợ. 10 mấy năm từ thanh niên mới lớn lên, các bạn biết cậu quậy biết là bao nhiêu người không? Tôi đến không trên đầu, không có đến trên đầu ngón tay đâu, nhiều lắm. Thậm chí mấy chục cô nào cũng khóc lên khóc xuống, đòi tự tử đủ các kiểu. Nhưng cuối cùng anh chạy đâu về Vĩnh Long anh cưới cô này, tôi không hiểu. Cho nên vợ chồng nó có cái duyên nợ nhau. Nhưng mà hồi trước thì quậy lắm, mà sau khi cưới vợ thì rất là nghiêm túc, hết lòng lo cho vợ cho con. Đàn ông là như vậy mà, cái gì họ chơi đã rồi họ chán thôi. Còn người phụ nữ mà để cho người đàn ông họ tiến tới họ cưới với mình thì phải xem cái mức độ tự trọng của mình ở cái mức độ nào đó. Còn nếu mà không được với nhau thì thôi, chơi phải le phay chứ còn mà chơi cái kiểu mà sao là cứ lên mà kể lể nhau như thế này thì nó cũng không hay lắm. Nhất là cái chuyện tình cảm riêng tư là cái chuyện cá nhân. Chuyện cá nhân thì lên đem lên mạng xã hội, tôi không hiểu mấy người này có vấn đề gì thì không biết. Riêng cái cô nam em này thì thuộc cái dạng người mình có thể nói gọi là không nói vấn đề thần kinh, mà nó có thể cái dạng người là nó bị rối loạn về tâm lý, hay nói chính xác hơn rối loạn về nhân cách. Tâm lý bất ổn, không có ổn định, lúc này lúc kia thần kinh không ổn định. Và cái thần kinh không định là do nơi cái kể là do cái quá trình cái cuộc sống gia đình từ bé lớn, cái sự giáo dục của gia đình, cái sự va vấp của xã hội mà lúc nào cũng tự mình vẽ ra. Ví dụ người ta xảy ra một cái hiện tượng đó, ví dụ đối với người bình thường như tôi như các bạn thì thấy chuyện đó mình sẽ xử lý một cách đơn giản, nhưng mà đối với những người thần kinh như cổ thì lại nghĩ là cổ sẽ tưởng tượng, mình gọi là cái bệnh quan tưởng đó các bạn. Sẽ nghĩ ra nhiều cái vấn đề thế này thế kia thế nọ, rồi cho người ta suy diễn thế này thế kia, rồi làm ra những cái chuyện mà nó không có ấy, đúng không? Thì cô này cũng đã hoạt động nghệ thuật được 10 năm. Mà phải nói trong 10 năm cô nói cô đi diễn bằng cái con đường trong sạch. Cái chuyện đó thì tôi không biết, không bao giờ showbiz có trong sạch hay không trong sạch. Thì cổ thì nó showbiz xấu, ai muốn đứng showbiz là phải ngủ với ông bầu thế này thế kia. Cái này không phải mình cổ nói, trước đây cũng có nhiều người nói rồi. Nhưng mà cái chuyện đó chuyện của họ mình không biết, bởi mình không nằm trong thế giới của họ. Mà về nói về showbiz đó, thì không phải chỉ riêng Việt Nam, ở Nhật cũng vậy, ở Hàn Quốc cũng vậy, ở Trung Quốc cũng vậy, ở Mỹ, các nước châu Âu cũng vậy. Cái thế giới showbiz nó là một cái thế giới riêng, nó không như chúng ta. Chúng ta là những người sống bình thường, sáng đi làm, tối về công việc bình thường. Còn thế giới showbiz thì nó là một cái thế giới, những con người chỉ sống về vấn đề tình cảm, không có vấn đề lý trí. Cho nên chúng ta không thể nào mà nói ai tốt ai xấu được, trong đó nó rất là phức tạp. Và mỗi một quốc gia, đương nhiên là trong cái showbiz miền Bắc hay showbiz miền Nam, nó có bè phái hay nó có hay không đó, thì nó cũng rất là phức tạp. Dĩ nhiên chúng ta nhìn bên ngoài chúng ta cũng có thể thấy được những cái diễn biến bên trong của nó. Nhưng mà để có bằng chứng thì chúng ta không có bằng chứng. Cho nên lý do là sao các bạn? Chúng ta không dám nói à, nhưng mà chúng ta cũng có thể mường tượng là được. Dĩ nhiên trong những cái cô này cô đưa ra, nhiều cái các bạn thấy nó vô lý, nhưng mà nhiều cái nó cũng có nguyên nhân. Hiện nay là cổ đang bị bóc phốt với Bạch Công Khanh. Mà thì mấy người kia mới nói rằng là hiện nay là nó đang đóng phim, nó là phim sắp sửa lên rồi đó, phim chuẩn bị lên. Thì là ai các bạn, đây là một hình thức bia ngược các bạn. Bạch Công Khanh này nằm trong cái bộ phim Sáng Đèn, các bạn nhớ không? Giờ để cho bộ phim mới lên thì phải bia ngược cái anh chàng này lên, bi ăn ngược anh chàng này lên thì mới đưa cái vấn đề anh chàng này với nam em ra để cho cộng đồng mạng dậy sóng lên, rồi mới tới chạy coi cái bộ phim anh chàng này đóng như thế nào. Đây là hình thức bi ăn ngược, đây là hình thức bi ăn ngược, và một trong những lý do đó. Mà cái chuyện mà anh chàng Bạch Công Khanh này là do người nào đưa lên đó, rồi cô nam em này cô nói chứ là họ bóc phốt cái anh chàng đó với cô này. Như cô này cô sẵn này, cô đang cái máu điên của cô là cô nói lên.
Có nghĩa là người ta hiểu cái tâm lý cô này, chỉ cần đưa ra vấn đề là cổ tức cổ đưa lên, mà cổ đưa lên mạng xã hội dậy sóng thì người ta sẽ đổ vô người ta coi thôi. Đó là các hình thức PR. Và tôi thấy PR đó là cái bộ học đẹp rồi ha. À, thì cái tùy không biết mấy người, cái mấy cái những PR này là do mấy cái nhà phát hành phim mà chúng ta cũng không biết như thế nào. Thì cổ nói như vậy, cái đó là cổ nói, tôi thuật lại thôi nha, chứ không phải là tôi nói nha. Đó là cổ nói đó. Mà cái phần nói đó có hợp lý không các bạn? Nó cũng hợp lý đúng không? Nó cũng hợp lý đúng không? Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy vấn đề này không đơn giản. Không đơn giản chút nào các bạn. Thế giới này nó phức tạp lắm các bạn. Vô cùng phức tạp. Rồi, cái thứ hai, anh chàng này thì nguyên nhân như thế nào mà anh nói rằng là bóc phốt là cả một cái showbiz miền Nam. Showbiz miền Nam dẫm đạp lên nhau thế này thế kia. Cái vấn đề là các bạn nên nhớ là trước đây cái mối tình mà cô này quen với Trường Giang hoặc là trong cái quan hệ đó là cô này đã cách đây là khoảng trên 7 năm rồi. Cô đã rời 7 năm rồi. Tại sao bây giờ quay trở lại? À, rồi cô nói bây giờ là sở dĩ tụi nó lên mạng nó chửi cổ nhiều là bây giờ cô đứng về fan chính nghĩa. À, bây giờ lại lôi ra cái vấn đề fan chính nghĩa của bà Nguyễn Phương Hằng. Trong khi cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng đã xử xong, bà đã chấp hành án xong và bà chuẩn bị được tha, được đặc xá, thì họ lại lôi ra vấn đề này. Mà nó có cái bàn tay, các bạn thấy không? Nãy của cái tên bánh tét vào đó. Thấy không? Nó vào, nó khiêu khích. Và nó khích cho mấy người này nóng lên như thế nào, nó đã có cái sự kích động lên. Anh chàng này, anh rất là bình tĩnh. Anh rất là bình tĩnh để mà anh xử lý những cái trường hợp là tâm lý bất ổn của bà nam em. Nhưng mà tôi thấy anh bất ổn thế nào, anh khi mà đó là anh bình tĩnh với bà nam em, chứ mà anh này hồi đó giờ anh không có sử dụng mạng xã hội. Bây giờ anh lên mạng xã hội là tụi nó vào nó tấn công nhiều quá rồi, nó chửi bới nhiều quá, anh hết bình tĩnh luôn. Nhiều người ở bên ngoài đời rất là bình tĩnh nha các bạn. Bình tĩnh tới mức độ trầm ghê lắm, nhưng mà khi đối diện với mạng xã hội là họ mất bình tĩnh ngay tức thì. À, bình tĩnh được trên mạng xã hội đó mới gọi là bản lĩnh thật sự, tôi nói thật. Mạng xã hội bởi vì họ tấn công không có chứ không có trực diện với mình, họ chỉ ấy rồi họ vào họ, cho nên là người này chửi người kia chửi bị xúc phạm nhiều quá mà ảnh mới. Thì các bạn mới biết là ảnh mới lên mạng, ảnh mới tức quá, ảnh mới tuyên bố như vậy. Mà tôi nói các bạn các bạn nhớ những cái từ khóa, những cái mà đánh vào cái tâm lý của bà nam em này. Đương nhiên không phải là những cái khán giả bình thường, những cái người mà fan bình thường, fan của nam em hay fan của người Trường Giang fan người kia vô nói đâu. Không, những người đó chưa đủ trình độ để mà tống vô những câu đó đâu. Mà nó có những cái bộ phận kích hoạt đưa vào những cái câu đó vào đúng cái thời điểm nào để chọc tức cô này lên, chọc tức đưa lên. Ở đây là nó có cả hệ thống để họ thực hiện một cái chiến dịch gì đó. Cho nên nói thật bạn, cái thế giới showbiz nó vô cùng phức tạp, cực kỳ phức tạp. Các bạn thấy bà Hằng là bà đã từng chơi với showbiz, bà quan hệ với showbiz, bà biết showbiz. Và bà chỉ móc ra được có một chút xíu thôi, chưa được gì hết, chưa đi sâu vào. Những người mà đã từng nói là chính nghĩa đi xuống với bà Hằng đó là bao gồm có ai, là ông Yên nè, rồi ông Hoài Linh. Bà Hằng móc ra ông Hoài Linh không thể nào phục hồi được, tới giờ này cũng không thể phục hồi được. Hồi xưa là chùm showbiz miền Nam là Hoài Linh, không thể phục hồi được. Như vậy bây giờ chùm showbiz miền Nam là ai? Bây giờ Hoài Linh xuống chức rồi, giờ người đó là ai? Đó. Rồi sau đó là Điền Quân. Bà Hằng bà rờ tới Điền Quân, Điền Quân bây giờ cũng không có ngóc đầu lên được. Hoài Linh thì dính tới vấn đề phía bên nghệ sĩ từ thiện, còn Điền Quân thì dính vấn đề tỉnh Thất Bồng Lai. Hai cái drama không thể nào ngóc đầu lên được. Hai tay đó hồi xưa là chùm showbiz miền Nam đó. Bây giờ không ngóc đầu lên được. Không biết anh chùm thứ ba này có lên được hay là không. Thì anh này hồi chiều anh có một cái like, anh chàng này nè, anh có một cái like, anh nói hiện nay á là cái tội rửa tiền thì bị nhà nước mình nó ngăn chặn.
cho nên không thể nào đưa tiền ra nước ngoài được nữa. Bây giờ nó rửa tiền trong nước, có tiền nó rửa tiền qua cờ bạc, mà hệ thống cờ bạc thì cũng đã bị an ninh mình siết chặt, nó đánh cờ bạc trên mạng đó các bạn. Bây giờ nó rửa tiền qua bất động sản và qua gì nữa, qua showbiz với những bộ phim mà doanh thu ngàn tỷ. Anh nói đó, cho nên anh nói anh sẽ quậy nát cái showbiz như vậy đó. Thì anh vừa đưa cái đó lên một cái rồi anh nói sẽ có những chứng cứ gì đó để anh đưa cho Bộ Văn hóa Thông tin vào rung rinh một cái là bắt đầu có vấn đề này. Vấn đề này. Cho nên là anh lật ra lật vô thì nó cũng sẽ có vấn đề. Nghĩa là phải có người nào gợi ý cho mấy người này làm. Đó. Và đương nhiên là vào cuộc ngay. Có bộ phim nào có doanh thu ngàn tỷ không các bạn? Các bạn coi 3 năm gần đây có bộ phim nào doanh thu ngàn tỷ không? Mà độc quyền luôn, mà không ai đụng lại hết. Mà các bạn nào, tại vì nó cùng là YouTube với nhau nên mình không thể lấy bài của mấy người đó lên được. Tại họ cũng kiếm tiền, đó là bài của anh nhà báo Hoàng Linh. Cách đây 2-3 ngày, anh có một bài khoảng 10 phút, 15 phút. Anh nói về cái đường đi, cái hệ thống quản lý tài chính của những cái bộ phim doanh thu ngàn tỷ. Mà mới nhất là cái bộ phim Mai. Bộ phim Mai là tuyên bố là doanh thu từ 1.000 tới 3.000 tỷ. Doanh thu, tổng doanh thu. Cho nên là mấy người kia là ông hỏi dựa trên cơ sở nào, ai báo cáo, ai kiểm kê, hay là tự do mấy nhà phát hành đó họ đưa lên, và nó có cái hệ thống nào. Anh Hoàng Linh nói cách đây mấy ngày thì anh chàng này mới cái like đâu ngày hôm qua, thì anh nói là bây giờ nó rửa tiền qua showbiz bằng những cái bộ phim ngàn tỷ, bộ phim dài trăm tỷ. Mà khi hô những cái doanh thu nó ra như vậy thì là sao các bạn? Thì là cái doanh thu nó trở thành hợp pháp phải không? Cái tiền nó được hợp pháp đúng không? Tiền rửa là gì? Nghĩa là cái tiền thu bằng những cái đồng tiền bất chính và nó qua xào chiên nấu nướng rồi nọ, cái nó trở thành là cái đồng tiền hợp pháp. Thì đó anh nói cái đó là nó có cơ sở là đúng, nhưng mà thực tế nó có thực hiện hay không thì mình không biết. Nhưng mà anh nói cách đây 2-3 ngày thì nhà báo Hoàng Linh là một nhà báo của nhà báo tuổi trẻ đó, của báo tuổi trẻ, anh có kênh YouTube Hoàng Linh đó. Thì anh nói mấy cái chuyện đó thì tôi nói thật các bạn, tôi cũng biết từ lâu chứ không phải là tôi không biết. Nhưng mà mình không được quyền nói. Bây giờ họ nói thì mình nói luôn, mình ăn theo thì được, thấy không? Thì mình chỉ nói vậy thôi, còn có hay không phải biết. Thì anh mới tuyên bố, anh mạnh dạn tuyên bố là sẽ nhờ Bộ Văn hóa Thông tin đánh sập showbiz miền Nam, là anh dựa trên những cái cơ sở đó. Mà tại sao cơ sở đó? Anh này các bạn có nhớ trước đây anh cũng là một nhà biên kịch nha. Anh chàng này trước đây cũng là một nhà biên kịch nằm trong giới showbiz. Nhưng sau đó thì anh rút ra rồi anh làm những kinh doanh gì đó, anh bị thất bại, rồi bị tù tội được khoảng 1 năm. Rồi anh về giờ anh tiếp tục kinh doanh. Hiện nay tại sao mà Sở Thông tin Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc? Bởi vì hai người này hiện nay đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cái chuyện mà Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc thì tôi thấy chuyện đó nó phù hợp các bạn. Bởi vì vào cuộc để điều tra thôi. Đúng không? Điều tra thì họ thấy trong những cái vấn đề gì đó thì họ sẽ, thì có vào cuộc thì mới mời anh này lên để tìm hiểu, để điều tra. Thì vô đó nó sẽ vỡ lẽ ra nhiều vấn đề. Cái này hay rồi nha. Bắt đầu cái drama này nổ lên rồi đó. Để coi cơ quan chức năng vào cuộc hay không. Nhưng mà ở đây nó có nhiều đặt nhiều vấn đề. Mới vào đầu khoảng chừng 2-3 cái khoảng một tuần lễ thôi thì là bánh tét đã thò cái giỏi bạch tuộc của mình vào rồi. Và đúng là hồi mới cái like hồi khoảng 3-4 giờ chiều đây, sau khi có thông báo 3 giờ thì 4 giờ thì năm em đã like và nói thôi bây giờ tôi dừng lại, tôi không có bóc phốt mấy người trong showbiz nữa, mấy người đã tự làm tự hiểu, ai làm tự hiểu hôm trước tôi đã bóc phốt hết, bữa nay đòi không đòi bóc phốt. Như vậy thì ai nói các bạn là cô ta thần kinh? Cô ta thần kinh lúc tỉnh, lúc mê, lúc này nọ. Nhưng mà tại sao vừa biết là cơ quan chức năng vào cuộc lại rút rồi? Hay vậy? Có thần kinh không? Có thể là tâm lý bất ổn, có những lúc nó nóng mình không kiềm chế được bản thân thì điều đó có. Chứ còn tới cái mức độ mà thần kinh thì không có đâu. Người thần kinh, người điên khùng thiệt thì làm sao biết được mình làm cái gì? Làm sao kiểm soát được việc làm của mình?
mà cô ta kiểm soát việc làm của cô ta rất là chặt chẽ nha các bạn. Cô ta đã tuyên bố và chịu rõ ràng nói rằng là thôi bây giờ cơ quan nhà nước vào làm việc thì thôi tôi không có tham gia nữa, tôi không có phốt nữa. Để ai xấu tốt thì tự các bạn biết, giờ tôi không có rảnh tôi nói giùm các bạn. Giờ tôi không nói nữa, tôi nói chuyện khác, chuyện đó tôi không nói. Vậy là họ làm chủ được cuộc chơi đúng không? Họ kiểm soát được cái hành vi của họ đúng không? Họ tung ra trái bóng đó. Có nghĩa là họ tung ra kênh của chị quảng cáo nhiều quá. Bạn thông cảm giùm mình nha. Cái quảng cáo đó mình không có làm, cái đó là do bên YouTube. Họ kinh doanh mà các bạn. Họ kinh doanh thì họ chia theo cái giờ tỷ lệ họ quảng cáo. Cho nên để mà vậy thì khi mà có quảng cáo, khi nào họ có cái chữ mà chừng khoảng 5 giây là họ sẽ có cái chữ bỏ qua. Thì các bạn bấm vào cái chữ bỏ qua, chứ bạn không cần coi hết. Bấm vào chữ bỏ qua là được rồi. Còn bạn mà bấm mà ngoài cái chữ bỏ qua đó, ví dụ như cái chữ bỏ qua không bấm trong đó mà bấm ở phía bên ngoài á, thì cái phần quảng cáo đó bao nhiêu tiền đó, nó không thu được, nó sẽ tính tiền nó trừ thôi. Và tháng vừa rồi tôi bị trừ hết khoảng 300 đô, 300 đô vì vấn đề mà khán giả nhiều khi lớn tuổi á, bấm mà bấm lệch ra ngoài á, là bị nó trừ tôi 300 đô đó. Cái quảng cáo đó mình không có chủ động được, bên đây họ kinh doanh, các bạn bấm qua nha. Nên mình không có biết cái lý do là như thế nào mà cái vấn đề chúng ta đặt ra là tại sao cái chuyện tình cảm, cái chuyện cổ tham gia mấy năm gần đây cổ không có tham gia vào showbiz nữa, mà cổ chỉ hát hò ở miền Bắc, trong miền Nam cũng tham gia nữa, nhưng mà tại sao bây giờ cô lại bóc phốt ra? Nó có nằm trong một cái kế hoạch, một cái gì hay là không? Nó ở trong một đánh chiến lược hay là không? Anh này bây giờ anh nói anh yêu nước, rồi anh phải chiến đấu vậy để anh bảo vệ đất nước, phát triển đất nước thì tôi không biết. Chiến đấu bảo vệ đâu tôi không thấy, mà nghe nói thì rất là hay, đúng không? Cho nên là từ cái lời nói tới hành động thì nó có khoảng cách hơi bị xa. Chúng ta đi từ từ, chúng ta không nói như thế nào. Bạn này bạn nói quảng cáo là nói rồi, trong cái lúc mà coi lại đó, các bạn xem lại đó. Còn lúc chúng ta trực tiếp thì sẽ không quảng cáo. Trực tiếp thì YouTube họ sẽ quảng cáo đầu kênh và khi mà chúng ta chấm dứt live. Chứ còn giữa thì họ không muốn quảng cáo. Thông thường thì mình không biết nào, nhưng mà các bạn mà like nhiều lên thì mình được giới thiệu. Còn YouTube họ cũng đề nghị, nhưng mà mỗi lần mình vô mình like cái mình lo mình nói, còn mình quên nói các bạn là cái like đó làm cho YouTube họ đề xuất đó. Cho nên cái vấn đề ở đây nó không đơn giản, nó đã đi vào guồng rồi, nó đã đụng chạm những cái góc khuất ở bên trong của cái giới showbiz. Thì nói chung là tổ chức nhóm nào cũng có góc khuất hết, vấn đề là ai đưa ra thôi. Dạ, nếu nó có quảng cáo thì khoảng chừng 3-5 giây rồi các bạn, trong phạm vi 5 giây nó ấy thì các chị chịu khó, các chị bấm bỏ qua một chút xíu. Cái đó là kinh doanh của họ, chúng ta phải chịu, họ kinh doanh mà. Ở đây là họ muốn đưa, các bạn thấy họ tung ra, họ khuấy động lên, làm cho showbiz dậy sóng để mà có những góc khuất. Ở đây các bạn lưu ý vấn đề nha. Mấy người này tôi nghĩ họ không làm không đâu các bạn. Hiện nay là các bạn biết là showbiz rất là, cái chiều của showbiz rất là ảm đạm. Bởi vì cái mạng xã hội nó phát triển nhanh quá, người ta coi YouTube, Facebook, rồi bây giờ thêm cái hệ thống TikTok nữa. Cho nên là showbiz rất là ảm đạm. Có thể là họ muốn làm cho nó dậy sóng cái showbiz để mà cho nhiều người chú ý, đem làm cái lối PR ngược các bạn. PR ngược. Và các bạn nhớ là cái hệ thống mà phim điện ảnh á, phim điện ảnh hiện nay á là đang bị đứng, không bị đứng. Mà để mà ấy thì người ta sẽ dùng nhiều cái lối PR, nhiều lối PR. Ví dụ người ta tạo ra một bộ phim nào đó rồi người ta sẽ thuê người tới coi phim, trả tiền cho fan mình tới rạp để coi phim, để cho bộ phim nó nổi tiếng lên. Bởi vì họ đâu có cần doanh thu của cái phim mà họ cần cái chuyện khác. Cho nó có nhiều cái vấn đề vô cùng phức tạp, không đơn giản đâu. Nhưng các bạn, nhiều người tới coi phim, ai dám chắc các bạn là khán giả coi phim hay là fan của họ tới coi phim? Đi coi phim mà có tiền nó sao không coi? Cái gì nó cũng có lý do của nó hết nha, không có đơn giản nha.
ngày hôm qua hôm kia thì cô nam em này cũng mới nói rằng là ông kia thì ông có bộ phim ông đình đám nổi nha, nổi tiếng quá, còn ông nọ thì đang bị chìm, bây giờ ông mới lấy tên tôi ra để ông làm sức hút, để ông làm sức hút để mà cạnh tranh với phim của ông kia. Thật sự thì trong thời gian gần đây thì Trường Giang cũng làm một số bộ phim nhưng mà nó cứ ì ạ ì ạ, nó không có lên được. Và khi mà Trấn Thành thành công với cái bộ phim Mai thì người ta lại đem Trường Giang ra so sánh, bởi vì hai người đó là cặp bài trùng với nhau mà. Cho nên thể mà Trấn Thành thành công thì người ta lại so sánh với Trường Giang. Trường Giang rất thành công về mặt hôn nhân với Nhã Phương thì người ta lại so sánh với người vợ Hàn Quốc của Trấn Thành. Trong showbiz lúc nào nó cũng vậy, nó so sánh hai người đó với nhau. Rồi không hiểu lý do tại sao mà họ không có vấn đề năm em mày nói á. Thì đầu tiên là có một người nào đó họ mới tung ra cái vấn đề giữa nam em với Trường Giang. Đầu tiên không phải cô này khơi ra đâu, người ta tung ra vấn đề giữa nam em với Trường Giang, cho nên nam em mới bực mình quá mới lên mới làm luôn. Họ tung ra thì nam em mới nói lý do là tung ra như vậy là để mà cổ lên cổ mới khui hết ra. Tung như vậy là để tại vì thấy ông kia làm bộ phim mà coi như thành công thắng quá rồi, mấy người này họ tìm cách kiếm tiền đưa tên tuổi cô ta lên để mà hot một cách PR. Tại hồi xưa là cái vấn đề nam em với Trường Giang với Nhã Phương là đình đám lắm rồi, đình đám số biết một thời kỳ dậy sóng luôn rồi, bây giờ họ tiếp tục tái tạo nữa. Không là làm Trường Giang cũng có làm phim nhưng mà những cái phim nhỏ nhỏ, chưa làm phim lớn. Thì đây là lý do các bạn, cô ta nói lý do đưa tên cô ta lên là bởi vì muốn cạnh tranh với ông kia, là nói ông kia chứ cô không có đưa tên. Thì chúng ta biết ông kia là cạnh tranh với Trấn Thành, hiện nay chỉ có Trấn Thành thành công về phim điện ảnh thôi chứ có ai thành công đâu, đúng không? Cho nên là phức tạp, chứ nghĩa là người ta tự nhiên người ta đưa cái tên cổ lên là cái tính điên của cổ mới nhảy lên mới làm luôn, là có nguyên nhân vậy. Rồi ban đầu đưa cái tên cổ với anh chàng đó, sau đó đưa tên cổ với anh chàng trong phim Sáng Đèn nữa, rồi bắt đầu cổ tức là cổ mới phốt lên, rồi bên kia nhảy vô luôn đó, bây giờ bánh tét nhảy vô trước rồi đó. Đấy, bắt đầu nha, thấy mệt. Hồi đó tôi là không thích nói về mấy vấn đề này, cho nên mấy hôm nay tôi nghe vấn đề mà của nam em Trường Giang nó mấy ngày hôm nay rồi tôi có nghe, nhưng mà tôi không thích nói, tôi chán cái thế giới này, tôi không muốn nói. Bởi vì trong cái thế giới này thì không có người nào đẹp hoàn toàn, nó cũng có này có kia, nó cũng có vết sức mẻ. Nhưng mà hôm nay là báo chí đã vào cuộc rồi thì tôi nói luôn. Cho nên các bạn, đây cũng giải thích cho các bạn lý do là tại sao mà trong cái quá trình thu thập thông tin mà về cái quyên góp mà của bên nghệ sĩ Vũ Linh mà mấy người bên bên cái thế giới nghệ sĩ họ ngại, họ không cung cấp. Cái người cung cấp nhiều nhất là những người ngoài, chứ với nghệ sĩ họ cung cấp rất ít thôi, đến trên đầu ngón tay. Tại sao vậy? Bởi vì sợ bên kia họ vạch ra, họ cũng nho giờ họ biết, ai cũng vậy thôi, đúng không? Và chúng ta điểm qua vậy thôi, chúng ta tạm thời dừng cái bài này tại đây nha các bạn. Để coi sắp tới đây, mình coi cái tình hình nó diễn biến như thế nào, nếu mà nó có những phát triển như thế nào thì mình sẽ có những cái bài để mà chúng ta cùng nhau chia sẻ. Còn tạm thời thì tới nay chúng ta tạm dừng, chúng ta coi tình hình họ như thế nào. Họ không ngừng chém gió chửi bới nhau, nhưng mà điều chiều mình mở ra cái mình thấy bà bánh tét vào đây cái mình thấy thôi có vấn đề rồi. Để coi là bánh tét làm như thế nào. Ở làm phim 30 chưa phải là Tết, hình như là phim đó không có được thành công, đúng không? Nghiệp lựa gái nặng lắm hả? Tức quá năm em khui luôn hả? Nghĩa là họ biết cái tính cô này, họ chỉ cần chọc tức là cô này có khui ra thôi, thế là họ thành công. Họ đang cần tạo trend mà đó, thành công. Đây là những cái thế giới showbiz, thì cái vấn đề các bạn hiểu đây nè, các bạn nhìn đây rồi các bạn hiểu lý do là tại sao ông Vũ Linh ông không cho Hồng Loan vào showbiz chưa đó. Như vậy là các bạn nhìn thấy rất rõ rồi. Thế giới showbiz là họ đấu nhau kịch liệt kinh lắm, đi vào thế giới đó nhiều khi tẩu quả nhập ma luôn, không biết đường nào mà mò. Nói chung nếu không có người đỡ đầu thì sẽ không bao giờ lên nổi. Thôi kể chuyện đó, chuyện của thế giới họ, mình chỉ biết bên ngoài, mình chỉ biết sơ sơ vậy là được rồi.
để coi nó phát triển như nào, rồi chúng ta coi cái này khi nào nó phát triển lên mạng xã hội thì chúng ta tham gia cái tệ của xã hội coi nó ở mức độ nào, và chúng ta tạm thời dừng bài này tại đây nha các